Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta đang quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì hãy cùng chiêm ngưỡng mẫu đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 116519LN, nét đẹp thể thao sang trọng. Với ai luôn theo dõi từng chuyển động của thương hiệu đồng hồ Rolex sẽ không thể nào bỏ qua năm 2016, năm mà dòng đồng hồ Daytona được trang bị lớp đệm bằng gốm ceramic trên vành bezel. Thực tế, năm 2016, Rolex mới chỉ sử dụng vành bezel gốm ceramic trên thiết kế đồng hồ Daytona bằng thép không gỉ. Và phải một năm sau đó, những model Daytona vàng mới có vành bezel gốm kim loại. Những model mang mã hiệu 116518LN vàng, 116519LN vàng trắng và 116515LN vàng Everose sở hữu lớp vỏ bằng vàng 18K trong đường kính 40mm. Ngoài có lớp đệm ceramic khá đặc biệt thì nó còn đi kèm một loại dây mới, đó là dây Oysterflex bắt cặp cùng với khóa Oysterlock an toàn. Sự kết hợp này có thể khiến cho nhiều người cảm thấy thú vị nhưng cũng không ít người cảm thấy khó chịu. Nhưng rõ ràng là Daytona luôn có một lượng lớn fan hâm mộ ở ngoài kia. Mẫu đồng hồ Daytona Rep 116519LN có mặt tại Gia Bảo Luxury gần đây, hơi khác so với mẫu tiêu chuẩn đã được hãng tung ra vào năm 2017. Cùng bộ vỏ, cùng vành bezel, cùng dây đeo, nhưng mặt số lại không phải màu xám tiêu chuẩn. Mà mặt số của phiên bản này lại được làm trong chất liệu xà cừ trắng, cũng có thể gọi là khảm trai, mà theo thuật ngữ của Rolex là Mother of Pearl. Do đó, cảm giác mang lại cũng khác biệt rất nhiều. Nếu như phiên bản tiêu chuẩn tính thể thao được đề cao hơn hẳn, thì phiên bản mặt số khảm trai, nét thể thao lại được lược bớt, thay vào đó là cảm giác của sự đắt tiền, sự sang trọng. Có thể nói trong danh mục đồng hồ Rolex, nếu có chung mã hiệu nhưng chất liệu làm nên mặt số khác nhau thì giá trị của chiếc đồng hồ cũng thay đổi. Bởi vậy, có thể chung một mã hiệu là 116519LN, nhưng phiên bản sở hữu mặt số khảm trai sẽ có giá bán nhỉnh hơn. Mặc dù không được công bố chính thức từ chính hãng, theo quan sát của cá nhân qua các bộ sưu tập từ Date Just đến Date, mặt số khảm trai sẽ chỉ đi kèm các cọc chỉ giờ bằng kim cương. Và trên chiếc Daytona hiện tại thì có 8 cọc chỉ giờ bằng kim cương đã được bọc vàng trắng, còn các cọc ở vị trí 3, 6, 9 và 12 giờ được thay thế bằng số Ả Rập đến phút. Khoan, hãy bàn đến ý đồ từ phía nhà sản xuất, chỉ cần bàn đến hiệu ứng mang lại từ các chi tiết khi kết hợp lại với nhau thì tính ra mọi thứ khá là hài hòa và không hề khập khiễng. Mặt số khảm trai có ánh bạc hoặc ánh xanh ngọc sẽ làm tôn lên vẻ tinh khiết của những viên kim cương màu trắng tinh khiết, trong khi những chi tiết bằng vàng như cọc đếm phút, logo hãng hay bộ kim trung tâm đều được đánh bóng không trở nên quá mờ nhạt. Vẫn nổi bật trên mặt số, màu sắc sặc sỡ nhất trên mặt số của mẫu đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 116519LN chính là tên bộ sưu tập Daytona được viết hoa và sắp xếp ở bên dưới ổ trục kim, chạy theo viền cong của mặt số phụ đến dây bên dưới. Mẫu đồng hồ này vẫn có 3 mặt số phụ nằm cân xứng ở các vị trí 3, 6 và 9 giờ như thiết kế nguyên mẫu ra đời năm 1963. Nhưng với lần nâng cấp bộ máy diễn ra vào đầu thế kỷ 21, chức năng của các mặt số phụ đã được thay đổi. Những chiếc Daytona của hiện tại sẽ có mặt số phụ đếm dây độc lập nằm ở 6 giờ, hai mặt số phụ còn lại và kim dây mảnh nhất tại trung tâm sẽ thực hiện chức năng chronograph, cho phép người đeo tính toán thời gian di chuyển và cả tốc độ hay quãng đường di chuyển nếu cùng sử dụng thang đo tachymeter trên vành bezel như là chiếc 116519. Với nhiều thương hiệu đặt thang đo tachymeter bên trong mặt số, Rolex chính là tiên phong trong việc đưa chi tiết này lên vành bezel đồng hồ với Daytona. Lấy điều đó làm điểm nhấn, chi tiết thang đo tachymeter vẫn được giữ lại trong thiết kế đồng hồ Daytona dù chức năng này hầu như không còn được sử dụng bởi sự phát triển của các công nghệ tính toán kỹ thuật số hiện đại hơn. Thang đo tachymeter trên chiếc Daytona 116519LN đã được Rolex cắt bằng công cụ đặc biệt có đầu kim cương trên lớp nền gốm ceramic, mà Rolex đặt riêng cho vật liệu này tên gọi là Cerachrom. Đây là một hợp chất được tạo ra bởi bột zirconium dioxide cùng với các chất phụ gia tạo màu khác nhau, có thể là đỏ, xanh hoặc nâu. Còn với trường hợp của cỗ máy này là màu đen. Vật liệu này rất khó chế tác, sau nhiều công đoạn căn chỉnh nhiệt độ lên tới 1500 độ C, vành bezel sẽ trở nên rất cứng, vượt xa thép thông thường. Sau khi hoàn thành đoạn cắt số tạo thành thang đo techimeter, một lớp platinum màu bạc sẽ được phủ vào chỗ trống với hàm lượng cực mỏng theo công nghệ phủ PVD, đảm bảo đặc tính duy trì dài lâu của vành bezel đồng hồ. Các yếu tố kể trên đã thực sự làm hài lòng ước mong của những tín đồ của dòng đồng hồ Daytona nhiều năm qua. Hơn nữa thì vành bezel Cerachrom trên chiếc 116519LN có vẻ bóng bẩy, nhìn rất đẹp, đặc biệt là dưới ánh sáng trực tiếp. Phần còn lại của bộ vỏ đồng hồ vàng trắng 40mm trên chiếc đồng hồ này đã được hoàn thiện tinh tế. Những đường đánh bóng không có sai sót cùng với các nút bấm chronograph hay núm vặn đều được xử lý tinh tế cho cảm giác dễ chịu. Núm vặn thuộc dạng chip lock để tăng khả năng kháng nước. Cụ thể thì chiếc đồng hồ này có thể vận hành ổn định trong môi trường có áp suất tương tự với môi trường dưới độ sâu 100m. Bên trong chiếc đồng hồ này là bộ máy 4130. Bộ máy Chronograph được chế tác in-house của riêng nhà sản xuất. Nó có mọi thứ cần thiết cho chức năng Chronograph cơ bản như là cơ chế bánh xe cột, khả năng chữ cót đạt 72 giờ đồng hồ, một khả năng chữ cót vẫn rất ấn tượng. Với dây tóc xanh para-chrome, sáng chế độc quyền từ nhà sản xuất, bộ máy 4130 đã được nâng cấp về khả năng chống sốc và chống từ trường. Từ đó thì cả chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona này có thể vận hành với sai số là -2/+2 giây một ngày, theo đúng chuẩn Superlative Chronometer đã được in ngay trên mặt số đồng hồ. Và đó là những điều đặc biệt về mẫu Daytona mà hôm nay Gia Bảo Luxury muốn giới thiệu tới các anh em đam mê đồng hồ. Không biết là các bạn đang cảm thấy như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi nhé. Và đừng quên đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.